Xin kính chào quý vị, tôi là Thế Anh và quý vị đang xem chuyên mục Tuần qua có gì của VTV4 Digital. Triệu chứng nhẹ của người nhiễm biến thể Omicron có thể là lối thoát cho khủng hoảng Covid-19 hay không? Không biết Tuấn có thể hoàn thành được thử thách này không? Sợ lắm. Lan tỏa tình yêu tiếng Việt bằng hình thức dạy và học qua truyền hình. Trở lại trường học, những điều phụ huynh và học sinh cần lưu ý. Có thể quý vị khán giả chưa biết nhưng VTV4 hiện đã có mặt trên 3 mạng xã hội, đó là Facebook, YouTube và TikTok. Như thường lệ, Tuần qua có gì sẽ giúp quý vị điểm lại các nội dung nóng nhất trong tuần trên những nền tảng của chúng tôi. Hãy subscribe YouTube VTV4 và đừng quên là để lại những ý kiến của mình ở dưới phần bình luận của video này. Báo chí quốc tế nói gì về những chuyến thăm của Việt Nam? Video này là một trong những nội dung được chú ý trên các nền tảng số của chúng tôi trong tuần qua, với gần 300.000 lượt xem trên YouTube. Chuyến thăm của Thủ tướng lần này không chỉ tập trung vào các hoạt động cấp cao, mà còn gặp rất nhiều doanh nghiệp, tập đoàn. Theo tôi, công tác ngoại giao của Việt Nam thật sự rất khéo léo. Có thể trước giờ mọi người thường nghĩ Việt Nam sẽ cần học hỏi Nhật Bản, nhưng thực tế, tôi nghĩ có nhiều cái Nhật Bản cũng phải học hỏi Việt Nam. Kết quả quan trọng của chuyến thăm được các báo quốc tế đồng loạt đăng tải, đó là Việt Nam và Nhật Bản đã nhất trí về các phương hướng lớn để tiếp tục đẩy mạnh các lĩnh vực hợp tác quan trọng. Khán giả Hưng Minh đã để lại bình luận: Thủ tướng gặp cả 3 thế hệ Thủ tướng Nhật Bản, điều đó đủ thấy sự trang trọng, thân tình mà bạn dành cho ta. Bình luận này của khán giả Hưng Minh cũng nhận được sự đồng tình từ nhiều người xem khác với 86 lượt thích. Còn khán giả Minh Sơn Hà lại chia sẻ lời chúc ý nghĩa: Kính chúc Thủ tướng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thật nhiều sức khỏe. Tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ tướng, đất nước ta sẽ đạt được những thành tựu to lớn về nhiều mặt. Vâng thưa quý vị, những cuộc gặp gỡ của lãnh đạo Việt Nam với lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp các quốc gia đã truyền đi một thông điệp mạnh mẽ về sự chân thành của Việt Nam trong việc thắt chặt các mối quan hệ ngoại giao, cũng như là thể hiện vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Và để xem đầy đủ video báo chí quốc tế nói gì về những chuyến thăm của Việt Nam, quý vị và các bạn hãy tìm đường link mà chúng tôi đã gắn ở dưới phần mô tả của video này. Bên cạnh đó, một tin tức khác được quan tâm trong tuần qua là các triệu chứng của người nhiễm Covid-19 biến thể Omicron, bao gồm đau đầu, đau cơ, mệt mỏi. Ban đầu giới chuyên gia lo ngại các biểu hiện nhẹ, không rõ ràng của người nhiễm sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian phát hiện bệnh. Tuy nhiên thì gần đây cũng đã có luồng ý kiến lạc quan khi cho rằng Omicron có thể là cách nhẹ nhàng nhất để con người sống chung với dịch. Nếu Omicron lây lan giữa các vật chủ, làm giảm các kháng thể trung hòa và gây nên những triệu chứng nguy hiểm bất thường, thế giới sẽ gặp rắc rối lớn. Tuy nhiên, nếu biến thể Omicron trở thành một biến thể siêu lây nhiễm nhưng chỉ gây ra những triệu chứng nhẹ, đó lại có thể là điều tốt cho thế giới, một biến thể hoàn hảo để sống chung với đại dịch. Vâng, bên cạnh những thông tin về Covid-19, có một chủ đề cũng được khán giả của VTV4 quan tâm, đó là áp lực của nam giới trong xã hội hiện đại. Video Thế nào là đàn ông đích thực đăng tải trên nền tảng TikTok của chúng tôi đã có hơn 1,2 triệu lượt xem với nhiều bình luận thích thú. Phải có một cơ thể khỏe mạnh, tính cách mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, không được khóc, ăn to, nói lớn. Về sự nghiệp thì phải có vị trí cao. Với gia đình, phải lấy vợ và sinh con là trụ cột gia đình, phải đủ tiền để lo cho vợ con. Về sinh lực thì phải dồi dào, biết uống rượu bia, nam vô tửu, nhi kỳ vô phong. Áp lực trụ cột gây ra những ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe tinh thần của nam giới khi họ thấy chán nản, thất vọng về bản thân và có ý định kết thúc cuộc đời. Có đến 5,43% số nam giới tuổi từ 18 đến 29 từng nghĩ đến việc tự sát khi rơi vào tình trạng này. Thưa quý vị, dưới video này thì khán giả Giang Phạm đã bình luận hài hước rằng: Vậy mà mình còn bắt chồng mình làm việc nhà, chăm con nữa chứ. Nghĩ cũng tội, mà thôi cũng kệ. Cũng có những chia sẻ nghiêm túc hơn, trong đó khán giả Sơn Lạng cho biết rằng trong 5,43% đấy có tôi, nhưng vì gia đình mà không thể buông xuôi tất cả. Vâng, chúng tôi xin được chia sẻ với khán giả Sơn Lạng và hy vọng rằng bạn sẽ sớm vượt qua được những áp lực trong cuộc sống. Có thể thấy rằng rất nhiều ý kiến cho rằng làm đàn ông trong xã hội hiện đại là một điều không hề đơn giản. Vậy còn quý vị nghĩ sao về quan điểm này? Hãy comment suy nghĩ của mình ở dưới phần bình luận của chúng tôi nhé. Thưa quý vị, tiếng Việt là một trong những tài sản lớn nhất của văn hóa dân tộc. Vì thế nên việc gìn giữ và phát huy tiếng Việt là vô cùng quan trọng, nhất là đối với cộng đồng người Việt Nam sống xa quê. Bên cạnh đó thì chúng ta cần đẩy mạnh việc phổ biến tiếng Việt qua các kênh truyền thông đại chúng, bởi Việt Nam hiện đang trở thành điểm đến của rất nhiều lao động nước ngoài.
Có thể quý vị và các bạn chưa biết nhưng VTV4 hiện đang sản xuất một chương trình song ngữ hướng dẫn học tiếng Việt qua màn ảnh nhỏ. Sau đây là một trích đoạn được nhiều khán giả của chúng tôi yêu thích với hơn 730.000 lượt xem trên nền tảng TikTok. Chào cô ạ. À, cô đoán thịt như thế nào ạ? 27.000 một lạng. À, 27.000 một lạng. À, hôm nay mẹ cháu chỉ đưa cháu 35.000 để mua thịt. Cô đoán giúp cháu một lạng rưỡi được không? À, hơi non nhé. Cô bà sẽ bán cho cháu một lạng ba và cô sẽ cháu thêm tỏi để cháu xào. Vì cháu nói tiếng Việt giỏi, cô sẽ giảm giá cho cháu. Đúng cô ạ. Chào cô ạ, cho cháu hỏi ạ, cô bán một mớ rau muống bao tiền ạ? Rau muống là cô bán 10.000. À, đắt thế à? Cô có thể giảm giá một chút giúp cháu được không ạ? Hôm qua mua có 8.000 thôi. Sàng tay tây này khéo thế, cô bán cho 8.000. Và cho cháu thêm 5.000 giá đỗ nữa. Ờ, được rồi, cô nhặt rau cho luôn, đây. Dạ. Cô ơi, cam bao nhiêu một cân ạ? Cam 15.000 một cân. Cam thì bình thường toàn là vỏ, dày lắm. Cô có thể giảm giá chút cho cháu, bán cháu giá thân thương 11.000 một cân được không ạ? Đành vậy cô bán họ vốn cho cháu. Có thế chứ, vậy thì cô bán cho cháu một nửa cân nhé. Chị ơi, chị bán đậu phụ giá như nào ạ? Chị bán rẻ rẻ cho em nhé. Thì giữa một bìa, mua chục bìa 13.000, mua càng nhiều càng rẻ. Em chỉ còn một ít tiền lẻ thôi, chị bán cho em hai bìa được không ạ? Được rồi, chị bán em nhé. Em chào chị ạ. Chào em. Chị có thể bán cho em 13.000 em còn lại không ạ? Thịt xay ạ? Thịt lợn xay. Cho em cái tươi tươi nhé. Thịt ngon đấy. Rất ngon. Vâng, đó chỉ là một tình huống hài hước trong bài giảng tiếng Việt của chương trình, được thực hiện bởi chàng trai người Mỹ Elijah Levenshap, hay còn gọi là Tuấn. Thực ra là tiếng Việt đã đến với mình từ rất lâu rồi. Vào năm 96 là năm đầu tiên gia đình mình sang Việt Nam để nhận nuôi hai em trai và em gái của mình. Vào năm 2001 là năm gia đình mình quyết định sang Việt Nam để sinh sống vào thành phố Nha Trang. Lúc đầu mà mình học tiếng Việt là từ cô giáo đầu tiên của mình, cô Hiệp. Cô Hiệp đã dạy bọn mình khoảng 6 tháng trước khi mình vào một trường công, trường tiểu học Vĩnh Nguyên ở thành phố Nha Trang. Thực ra ấy, ngày đầu tiên vào lớp 1 mình cũng chẳng nói ra được một lời nào cả. Mình thậm chí phải chỉ như này nếu mà mình muốn dùng vệ sinh hay gì đấy. Nhưng mà hồi đấy mình vẫn còn nhỏ và mình học được tiếng Việt rất là nhanh. Vào lớp 2 thì mình nhớ mình nói được tiếng Việt y hệt như đại sinh viên người Việt Nam. Chắc khoảng một năm thôi. Bây giờ thì mình đang làm sinh viên năm thứ tư tại trường Đại học Hà Nội. Vâng, tình yêu tiếng Việt có thể đến với cả những người không mang dòng máu hay là quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên, trải nghiệm học tiếng Việt được nhiều người nước ngoài phản hồi là không hề dễ dàng. Thấu hiểu điều này, ekip thực hiện chương trình Xin Chào Việt Nam đã dành nhiều tâm huyết để sáng tạo những bài giảng sinh động, gần gũi và dễ sử dụng nhất. Thông qua chương trình Xin Chào Việt Nam, chúng tôi mong muốn lan tỏa tình yêu ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam tới đông đảo bạn bè quốc tế, cũng như là kiều bào xa quê hương. Có rất nhiều con em kiều bào cũng như là người nước ngoài mong muốn được biết tiếng Việt. Bởi vậy mà trong mỗi chương trình Xin Chào Việt Nam, chúng tôi thường xây dựng những tình huống gần gũi nhất và đặc trưng nhất, cùng với đó là lồng ghép ngữ pháp trong những câu đơn giản. Bởi vậy mà khán giả có thể dễ dàng cảm nhận được bài học hơn. Tiếng Việt không ở đâu xa, mà tiếng Việt chính là cuộc sống của chúng ta hàng ngày, là những gì gần gũi nhất. Và chúng tôi mong rằng qua mỗi chương trình thì các bạn có thể luyện tập cũng như là thực hành nói tiếng Việt mỗi ngày. Có thể là chúng ta vẫn phát âm sai, nhưng mà qua từng ngày, từng chương trình thì các bạn có thể cảm nhận được rằng là tiếng Việt rất là sinh động, rất là phong phú. Và khả năng nói tiếng Việt của chúng ta cũng sẽ được cải thiện tốt hơn. Chúng tôi rất mong rằng các bạn theo dõi chương trình Xin Chào Việt Nam để có những bài học tiếng Việt chuẩn nhất và hữu ích nhất dành cho các bạn. Các bạn hãy cùng chúng tôi lan tỏa tình yêu tiếng Việt và ngôn ngữ Việt Nam qua chương trình Xin Chào Việt Nam. Xin cảm ơn những chia sẻ thú vị đến từ ekip chương trình Xin Chào Việt Nam. Chương trình hiện đang được phát sóng và sẽ được đăng tải lại trên nền tảng YouTube của chúng tôi. Quý vị có thể truy cập vào đường link ở dưới phần mô tả để xem các số đã phát sóng.
Sau một thời gian dài học sinh tạm ở nhà do diễn biến dịch bệnh căng thẳng, thì nhiều địa phương đã và đang chuẩn bị sẵn sàng mở cửa đón học sinh quay lại trường học. Có thể thấy việc nghỉ học dài ngày và học tại nhà thông qua hình thức học trực tuyến hay là học qua truyền hình khiến cho thói quen học tập và nề nếp của học sinh ít nhiều bị thay đổi hoặc là có sự xáo trộn nhất định. Do vậy, để học sinh trở lại trường học trong tâm thế sẵn sàng, nâng cao tinh thần học tốt và bứt phá về điểm số ở nửa cuối của học kỳ 1, thì phụ huynh cần chuẩn bị ngay cho con em mình những điều sau đây. Thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Song song với việc quay lại nhịp độ học tập trên lớp sau thời gian học trực tuyến, học sinh và nhà trường cũng cần tuân thủ thông điệp 5K: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh cũng như an toàn sức khỏe cho bản thân mình. Điều chỉnh lại kế hoạch học tập cho phù hợp. Thay đổi kế hoạch học tập hoặc điều chỉnh lại thời gian biểu của con là điều mà phụ huynh nên thực hiện ngay trong thời điểm này. Điều này sẽ giúp con cân bằng lại trạng thái cảm xúc cũng như rèn luyện lại thói quen học tập. Cơ sở để cha mẹ xây dựng, điều chỉnh lại kế hoạch học tập của con là nên đưa con về lại nếp sinh hoạt như khi con còn đi học ở trường. Hệ thống lại kiến thức môn học. Trong thời gian tạm dừng đến trường, học sinh vẫn học tập tại nhà. Vì vậy, ngay bây giờ, học sinh cần hệ thống lại kiến thức các môn học để xem những kiến thức mình đã tích lũy được như thế nào. Phần kiến thức nào còn yếu kém hoặc bị mất gốc thì cần có kế hoạch ôn tập lại để bổ sung ngay. Chuẩn bị kiến thức để tạo đà cho kỳ thi cuối học kỳ 1. Việc chuẩn bị sớm sẽ giúp học sinh tiếp thu kiến thức hiệu quả, chủ động trong việc học và đặc biệt sẽ giảm bớt áp lực trong bài thi cuối kỳ. Với những học sinh cuối cấp thì sự chuẩn bị sớm này là vô cùng quan trọng. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay của chúng tôi. Hãy nhấn nút like và cho chúng tôi biết suy nghĩ của quý vị về những nội dung tuần này. Đừng quên là hãy follow VTV4 trên Facebook và TikTok cũng như là subscribe kênh YouTube của VTV4 để theo dõi những thông tin mới nhất và hấp dẫn nhất. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần tới. VTV4 Digital xin được chúc tất cả khán giả một tuần mới vui vẻ.